mình có cái motor nó khác hơn thiên trên nó. Mình có cái brushless motor cho nó đi. What's spinning? We have to change up the whole motor then. Yeah, we have to switch the whole motor. We're here hosting the Hydrogen Grand Prix today. These are the SoCal race tuning sessions that are offered to students in the hybrid class today, which requires these cars to run off of a battery and hydrogen fuel cell. Thầy muốn cảm ơn cái công ty Horizon Grand Prix và Toyota để xếp cái cơ hội này cho các em đã đi race. Hey, quý vị và mọi người, đây là chương trình Passport to Thành Công và hiện giờ Khang đang có mặt một lần nữa tại trường Trung học Westminster High School trong học khu Huntington Beach Union High School District. Mà khi mình nói về Union High School, Huntington Beach Union High School District thì mình cũng không quên, mình muốn cảm ơn học khu đã bảo trợ cho chương trình Passport to Thành Công của mình trên đài Lưu Sài Gòn TV. Và đặc biệt hôm nay Khang muốn có cơ hội này nói thêm về một cái chương trình. Nói về chương trình CTE Career Tech Education mà học khu Huntington Beach đã có. Và hôm nay các em ở trong chương trình đó về Robotic Club và về xe, các em đã có trong một cái cuộc thi nó gọi là Hydrogen Grand Prix. Nó là thi mà đua xe đồ chơi mà bằng Hydrogen Gas, chứ không phải là bằng pin hay là bằng xăng. Và mình sẽ tìm hiểu thêm và cái cuộc thi này là dành có cái gì và cho có ai. Và xin khán giả tiếp tục theo dõi cùng Khang đang đi tìm hiểu thêm về Hydrogen Gas Grand Prix, là cuộc thi xe được bảo trợ bởi hãng Toyota. Nói khán giả, ok, let's go. I can move this to slide over the motor so that way the pinion gear is closer. Chào quý vị, em là Kaylin Tran, lớp 11. Em là Jackie Phan, lớp 10. Yeah, team của em là gọi là L Ion. Mình đang làm cái xe sẽ run on nước, so nó không phải power by battery mà power by nước. Team của em là team Hydro Lions. Mình làm giống như team của L-Ions. Dùng battery là really bad for the environment, so mình transition to nước cho nó help environment be better. Thấy mấy cái xe nhỏ này á, nó power by nước là mà nó đi nhanh được lắm. Nước là nó very sustainable cho the environment. Thì mình làm nước giống như making model cho xe lớn. So mấy cái hydrogen sticks nó run most of the car. However, cái battery nó chỉ run a small percentage of the car. Giờ xe này cũng có dùng battery nữa, right? Yeah. Beside hydrogen. Yeah. Okay. Và cái competition hôm nay là what are they looking for, like what do you need to have? Well, cái race này nó looking for cái car mà nhanh nhất, mà nhỏ nhất, với nó đi most efficient. The secret to winning is definitely xe mà nhẹ nhất. Yeah. Tại nhưng mà nó nhẹ nhất nó sẽ đi nhanh. But in fact it's not, it is water. There's water. So how do you drive it? You want to demonstrate, like, just a little bit? So we have the remote. I can maybe do it without the remote. And it's connected to the car using Bluetooth. Oh, Bluetooth. Yes. And who provide all these equipment for you? It was home? Given to us. By the school district. Grant. No. The grant. Grant from Toyota. By a grant from Toyota. Team của mình làm xe của mình nhẹ hơn bởi mình dùng cái battery nó nhỏ hơn. Với mình make sure nó có more aerodynamics. Có những cái đồ mà người ta cho mình là người ta Toyota nó cho mình the whole full set car là wheels, motors, engine, battery luôn. Okay. Yeah. Ew. I don't like the noise. How much hours do you have left? What time is it? You have mình có cái motor nó khác hơn team bên nó. Mình có cái brushless motor cho nó đi
nhanh hơn. Xong cái signal của cái này nó khác hơn thêm bên nó nữa. Nó receive the signal nhanh hơn. Wait, nãy em nói là cái motor này nó khác, right? Yeah. Là cái motor này của tự em, you have to, em tự mua cái motor này hay là it's given to you by Toyota? Bạn con cái lo này, bạn có cái motor ở nhà, mình xài motor này. Ồ, coi như là mình có thể bỏ riêng của mình nữa. Yeah. Ah, do you think nó có fair không? Nó có fair cho ví dụ như trường học nào họ có tiền nhiều hơn, họ mua cái motor nó mạnh hơn. Tại vì mình có cái before mình có cái motor giống như thêm bên nó, nhưng mà mình muốn make adjustments cho cái xe này nó chạy more smooth. Okay. Thì mình xài cái motor này, mình tưởng nó chạy smoother. Yeah. Em nghĩ là cái speed nó rất important cho cái race này. Tại vì nếu mà nó chạy, tại vì nếu mà nó chạy nhanh quá, mình không có control cho cái xe. Nếu mà mình chạy too slow thì cái xe này nó không có đi a lot of laps around the track. Thì mình phải cho nó bị control. Mình có cái lipo battery pack. Cái đó là gì? Cái battery này nó more efficient cho cái xe này. Tại vì nó nhỏ hơn. Yeah, you guys provide your own battery then, right? Yeah. Battery. Cách nào mà mình recharge lại cái pin hydrogen? Mình lấy, like, we you wanna show it? Thì mình lấy mấy cái này ra, xong mình lấy cái này ra, xong mình okay. We replace it. Okay. Em có thể em show cái chỗ mà chạc pin không? Chạc pin. Chạc hydrogen sticker. Anybody want to show that? These are our chargers, and these normally take about 6 hours for them to fully charge. And so we just have to plug it in right here, twist it, and how we know it's charging is this thing turns red and it makes a noise. Ok, muốn giải thích không? Hai em giải thích cũng được. Thank you. So mấy cái cây này là gọi là hydrogen stick, màu xanh nó có nước ở trong. So khi màu trắng cái này là gọi là cái charger battery. Lúc mình bỏ vô nó sẽ có tiếng nước. So that means mình bỏ vô rồi, xong rồi đèn nó sẽ turn đỏ. Mình charge mấy cái này cho 6 tiếng, xong rồi nó sẽ full. Cái này nó sẽ có nước ở trong. Mình dùng cái motor với mấy cái nước nó sẽ power by causing steam, nó push cái car. Cách nào mà nó chạc cái pin, nó sạc cái pin ra bằng nước không? Yeah, mấy cái này nó charge cái pin tại nó dùng electric á. Mình thấy ở đây là nó có cable, dạ đúng rồi, mình dùng điện. Nó dùng điện sao? Nó split cái gì? Nó có... So lúc mình bỏ cái stick vô đây, mình sẽ turn counterclockwise. Oh, I think this one's finished charging, that's why okay. There's no... So how about this one? Very good idea. Okay. Okay, so lúc mình lấy ra nó sẽ green. Mình bỏ vô, mình turn the light. Oh. Yeah, nước nó phọt lên. Tại sao vậy? Em nói cái giải thích được. Lúc mình bỏ stick vô cái điện nó sẽ break cái hydrogen á, so cái hydrogen gas nó đi lên do nó vô cái stick này. Dạ, coi như là cái nước cái điện nó sẽ làm cái chemical bonding của nước của H2O ra, là nó chia cái hydrogen, cái hydrogen gas. Yeah. Và nó sẽ pump vào cái cục pin này. Đó là từ cái điện. Okay. So cái nước của cái hydrogen nó sẽ break cái CO2. Xong rồi nó sẽ pump H2O. Nó sẽ mình bỏ cái stick vô rồi xong cái nước nó có H2O thì nó bị break cái hydrogen nó get stored in mấy cái hydrogen stick này. Nó thành một cái gas đúng không? Yeah, nó vào đó thì nó sẽ làm pin. Mấy cái extra nó bị stored vô đây. Cũng như cái oxygen. Cái mình lấy ra hydrogen, right?
oxygen sẽ ra đây, cái oxy nó sẽ ra đây, tại vì nước là H2O. Yeah, the whole thing was ours. You need to have the patience because you're not gonna know how to fully drive this thing unless you practice. So. Dạ, xin chào. Mình tên là anh Đào Nguyễn, mẹ của bé Khí Linh ở đây. mình rất là hân hạnh và để con em có được cái cơ hội để học hỏi từ thầy Pham, thầy Burger với lại Mr. Vu, thầy Vu. Nhờ những cái này á mà bé hiểu được rất là nhiều những cái giống như cái cách cái robot nó chạy thế nào, dòng điện connect như sao, rồi hiểu, rồi bé cũng biết xài những cái basic tool, chẳng hạn như mấy cái drill ở nhà bây giờ bé cũng biết, thấy cái này cái kia cũng biết sửa. Dạ, sẵn đây mình cũng cảm ơn trường, cảm ơn district, cảm ơn cộng đồng đã support để cho có những cái chương trình như vậy để các em có cơ hội học hỏi nhiều hơn, có thể là nhờ cái này mà các em có thể định hướng được tương lai để học, quyết định cái major nào mà hợp với mình. Nhiều khi nếu không có thì cũng không biết là cái thiệt sự là tiềm ẩn inside của mình đó là có được cái khả năng như thế này. Cái này á, nó sao mà chạy vòng 1-2 tiếng, đúng không? Lâu lâu mình ngừng để mình thay pin và mình chạy được càng nhiều vòng. Thì sẵn đây em cũng muốn gửi lời đến những phụ huynh mà nếu mà con em của mình chưa có hay là vẫn còn nhút nhát, chưa có dám tham gia chương trình này, chương trình kia thì cứ nên khuyến khích các em đừng có ngại, đừng có sợ, tại vì cái này là cái cơ hội để thứ nhất là các em học hỏi, thứ nhì nữa, cái quan trọng nữa là các em có thể cùng học cái cách làm việc chung trong đội nhóm, support each other để cùng nhau tiến lên. Và phụ huynh thì nên dành nhiều thời giờ chút xíu để đưa đón các em, lắng nghe các em mỗi ngày, giống như Khí Linh, bé Khí Linh ngày nào về cũng kể cho mẹ nghe là hôm nay con làm cái gì, con dùng được cái tool gì, con hiểu được cái điện connect như thế nào. Thì ba các em rất là phấn khởi và muốn được cha mẹ nghe những thành quả của mình, thì mình khuyến khích thì các em sẽ có được cái động lực để mà làm nhiều hơn, chịu khó hơn. Cái đó rất là cần thiết, đặc biệt là những cái em ở tuổi teen bây giờ thì nên có những cái program mà hand on thay vì ở nhà cứ coi YouTube hay là chơi game online, thì cái này thì rất là tốt. Okay, it's not. I don't think we have to change up the whole motor then. Yeah, we have to switch the whole motor. Steering's fine. We have to shift it over. Yeah. Thì như là nếu mà là mẹ thì em cũng làm được nhiều nhất là đưa đón, sẵn sàng lúc nào cũng gắng dành thời giờ đưa đón các em, đưa trễ, đón sớm, đưa sớm, đón trễ. Rồi với lại em cũng phụ các em là Khí Linh và có một người anh nữa cũng học lớn hơn Khí Linh một lớp, thì hay bán đồ gây quỹ, chẳng hạn như là bán kẹo nè, bán chip để gây quỹ, để có phí để mai mốt sẽ đi compete, đi lên compete statewide, rồi cũng lan tỏa cho nhiều người biết để nếu có ai bà con cô bác có support được đồng nào hay đồng nấy để cho các em có fun. Besides trường cũng giúp, nhưng mà mình là cha mẹ thì phải phụ với thầy cô để giúp cho các em có được nhiều cơ hội hơn, có nhiều cái thuận lợi hơn để các em có thể theo được đam mê của mình và hiểu được, có thể tìm được cái đam mê thật sự trong đời. What do you think about our school providing all the opportunity? I mean, our district over providing
like all the city opportunities? Oh, and then there's, yeah, Edison also has a team. It's amazing, because when I came to high school, I did not know what I wanted to do. But I joined Merits, and I learned that I really like programming because they put you in a like beginner's computer science class called ECS, yeah, Exploring Computer Science. So when I learned that I like programming, that made me want to explore more in the programming area. And so that's why this year I'm in AP Comp Sci Principles, Computer Science Principles, and I'm learning how to code in C++, and I already learned blocks. And I also joined robotics, FIRST Robotics Club, to further expand my knowledge in programming. So over the summer, I learned how to program in Java, and now I'm learning C++, and we're coding for VEX. So my advice is explore a little bit. Like, I wouldn't have known that I liked programming if I hadn't explored, joined Merits, and was put into ECS. CT has culinary, video game design, like graphic design, business. There's a whole bunch of things that you can do, and that's my advice: just explore a little bit. Ooh. How much hours do you have left? What time is it? I can move this to slide over the motor, so that way the pinion gear is closer. Là phụ huynh có hai em học ở đây và cũng có mấy cháu đã học ở đây rồi. Thì mình thấy trường Westminster rất là tốt, có rất là nhiều chương trình về science, giống như là Merit, STEM nè, Exploration nè, Samson Solve. Thì con lớn của mình cũng đã vô cái chương trình Samson Solve và đã được đi lên tới state level rồi. Bây giờ đã complete và đang đợi if he can get to semifinalist for national. Thì ở đây cũng có rất là good về culture. Giống như sắp tới thì cũng có Tết Việt Nam, thì các em cũng sẽ có những cái hoạt động để bảo vệ văn hóa Việt Nam của mình. Rồi có lớp tiếng Việt. Thì ở đây các thầy cô rất là dedicated cho để giúp các em giữ được culture của mình. Rồi nhiều chương trình để các em có thể hoạt động thêm. Năm ngoái thì có đứa cháu nó nhờ học ở đây và đã thành công được một cái đề án là bảo vệ môi trường và thắng giải nhất toàn quốc. Đó là cũng là học ở trường Quốc Sơn mình, cho nên các phụ huynh mà nếu muốn biết thêm thì nên liên hệ với trường để coi con em mình được thêm nhiều cái cơ hội học hỏi, tham gia nhiều cái hoạt động thêm. Không phải là mình nghe là chưa có đủ, tức là chăm nghe không bằng mắt thấy, nhưng mà mắt thấy rồi cũng chưa biết là mình trải nghiệm thật sự. Mình tới đây mình nói chuyện với các thầy cô sẽ hiểu thêm rất nhiều. Mình rất là hân hạnh được gửi con mình ở đây, ở trường Westminster. Okay, I am not going to issue any more warning. Hi, I'm Greg Berger from Westminster High School. I'm our Career Technical Education Department Coordinator and our engineering teacher. We're here hosting the Hydrogen Grand Prix today. These are the SoCal race tuning sessions that are offered to students in the hybrid class today, which requires these cars to run off of a battery and hydrogen fuel cells. The cars that are running here have a 2-hour time limit. They have specific categorical weights and dimensions that each car needs to meet. Some of these teams are returning teams, some of them are new, and ultimately, every team is trying to get to the Southern California qualifying event on March 16th and 17th. If the top 20 cars from that event are ready to go, they'll head on to our state competition at the Orange County Fairgrounds in April. Chào quý vị, đây là thầy Phạm, thầy giáo ở trường trọng
trung học Westminster High School. Thì đây là hôm nay là một cái STEM competition đó, là các em sẽ làm gọi tên là Horizon Grand Prix, sponsored by Toyota. Thì các em có một cái sẽ build một cái xe, mà cái xe này đặc biệt á, nó run on hydrogen gas. Thì các em phải cần bỏ mấy cái wire vô, and then xài mấy cái gọi là hydrogen stick để power cái xe. Cái event này là 2 ngày, có thứ bảy và thứ bảy và chủ nhật. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, and then mỗi ngày có two rounds cho trường học. Cái sáng buổi sáng có khoảng 17 đội, and then buổi chiều có khoảng 9 đội nó sẽ compete. Thì ngày hôm nay trường học Westminster sẽ là người là host cho cái event này. Thì một cái điều cái gymnasium của trường nó to để có cái entire race track to như vậy để các em nó race, và có chỗ để các em làm việc bên đây, và có chỗ để phụ huynh để ngồi để xem. Thì cái này, mỗi ngày nó có cái round, thì mình sẽ đi lên regional, and then Southern California and California, and then mình sẽ lên national và international level. Cái event ở đây thì có các em compete đó, cái đội compete thì được xem, nhưng mà các em của trường học, của cộng đồng được đến để xem luôn. Thì nó inspire nhiều các em về engineering, về xe, về lái mô tô. Những cái event kiểu này nó giúp mấy em về học vấn sao? Thì mấy cái event này các em được bị inspire để theo mấy cái engineering, và các em được đến gặp mấy cái đội khác luôn để exchange ideas, để nói chuyện với nhau, với network. Cái motor của xe này nó không có attach vô what is this called? This is the gear on the shaft. Cái gear ở trong xe này nó không có bị attach vô cái motor thì nó không có chạy được. Cái tire này nó không có nó receive, nó chạy, tại vì nó motor nó đẩy cái gear của cái xe này, nhưng mà nếu mà nó không có bị attached thì nó không có chạy được. How much hours do you have left? What time is it? You have an hour before check-in. An hour before check-in. Someone out. Can you pass me that? Con join cái CT, con không biết nhiều cho cái engineering. Nhưng mà lúc mà con join thì con learn more. Con biết chút xíu thôi, tại vì con ở trong cái lớp computer science, nhưng mà mấy cái này engineering con không biết. Nếu mà con biết làm, nhưng mà biết nếu mà con muốn làm, nhưng mà this pushes my boundaries and làm nó make con realize con thích làm engineering, xong con thích làm mấy cái này. Các phụ huynh nào muốn các em để vô CT để at least explore mấy cái cơ hội để đi tìm mấy cái về nghiệp nào này nọ kia, về hoặc là engineering, computer science, business, thì các cái event này nó cho các em để có cơ hội để experience nó, để explore, để học học. We're hosting this event as Westminster High School in our second year competing in the Hydrogen Grand Prix. We're hoping now to prove that Westminster is the right home for the qualifying event, and possibly in the future even one of our state championship events. The teams that we have here at Westminster High School, the Hydro Lions and the Lions or Lithium Ion team, are both open to all students on our campus. The students that traditionally apply come from our merits program, either our computer science students or engineering students. Interview number two. Can I say the phone? The problem that we're having right now is the pinion that's on the motor keeps moving to where it's not touching the gear that it needs to turn the whole the wheels. So this will turn on and it'll show it's the hydrogen powering up like that. That's when you know the hydrogen's going on. Yeah. Yeah. So we have the hydrogen sticks. Yes, that's what these are. So they're going into a bunch of different places. This is the output. It just gets rid of the hydrogen that's already used, I guess. So the tire. And yeah. What we did. Motor. What we did modify was the motor, and we had to modify the motor controller for that. And then we're able to modify the battery. There's two types of batteries, right? LiPo and what's the other one? Something. Nickel. Yeah.
Basically, what we did was we made it to be more efficient. Brushless motors are much more efficient than brushed. And we also have good wire management, thanks to her. You don't really have to have, because I'm a programmer. I came into this knowing not a lot about engineering, and that's basically what this is. So I learned a lot along the way, like what a servo was. I think the biggest thing is you have to be willing to learn new things. Take background information, knowledge you know, and be willing to apply it to this. A lot of us came from different, like we're expertise in different backgrounds, but we all worked together and it worked out. Mm-hmm. Okay. Yeah. Go slow. Wait, don't put the body on yet. Don't change anything. Okay. Yeah, we're good. Well, on this little box for a hydro stick, it says one hydro stick equals 12 AA batteries. So one hydrogen stick. Yeah, equals 12 AA batteries. The thing with hydrogen is that it's much more a sustainable type of fuel used for cars. You want to test it? We'll give it a test run. Sure. In a time where our politicians and our communities are scrambling to determine what mode of fuel is going to be our future, Toyota specifically has spent a great deal of time and effort to support programs like our Horizon educational-backed program for the Hydrogen Grand Prix. Specifically, learning that hydrogen, one of the most available natural chemicals in the world, can in fact be harnessed to make the energy we need to drive our vehicles, to make our transportation system work more efficiently, and to keep our air clean. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. No, that's secrets. Is that a secret? Yeah, that's secrets. Guys, he's stealing our secrets. Guys, he's stealing our secrets. I'm Matt Brutlog from Medicine High School. I teach for our Academy of Sustainability and Engineering. We have four cars racing today. So we have one team that's all girls, and then three teams that are mixed. We're working on trying to make our cars better every time. We had one car to go to Worlds last year, and we're hoping to repeat. So just working on making cars better than last year. And the kids are great at problem solving. Here we had a dual enrollment engineering class through OCC. So kids sign up for that, and they also sign up for our club. So they built the cars during the class, and then they've been racing them and tweaking them for further races. So this one is also wired, but... Did you test this one? It wouldn't do anything, but I don't know if you... This one has a light that turns on when you plug it in right away, and this one has nothing, so I don't know if it's off or what it is, but like I said, I don't know the different settings of the remotes. So, but I don't know how the controller works. I don't know how to drive the cars. They do most everything. So I serve an advisory capacity. So when the races happen, I do absolutely nothing. They're in charge of everything. They decided how to build the cars. If you look at our four cars, they're all built slightly different because that was decisions that the build team decided to make. Okay. One tip of building the best hydrogen gas car. Make sure that your wires don't get caught in other people's equipment. try to make it so that it can handle getting hit by other cars and
make sure your wires don't go into places where they're not supposed to be. Okay. And for parents that don't have kids in like these type of CTE event and stuff, what would you say to them? It's a wonderful opportunity for kids to learn about electronics as well as team building, problem solving, a lot of engineering skills that are vital. So you have multiple iterations that they do on the car to make it as good as they can to make it drive as well as it. So I'm Nicola Weiss, and I am the U.S. Director for the H2GP series. We are hosting these events and running the programs here in the United States. The program has been around since 2016. We have a lot of Huntington Beach Unified High School teams competing. There's four Edison teams today and two Westminster teams in the race coming up. The thing that the students benefit the most from, you know, they become problem solvers, they become innovators, they become, you know, collaborators, they can think out of the box, they don't need an instruction manual because this program doesn't come with one. You never know what will happen to a car and what it will take to fix it. They will realize really quickly that everybody on the team will have a different thinking process, and the most successful teams bring that all together and are able to have that team collaborate and hear everybody's voice on the team. And it really prepares them for the future workforce, no matter what industry or what pathway they go into. Okay, I am not going to issue any more warning. Okay. Thì đặc biệt thầy muốn cảm ơn cái công ty Horizon Grand Prix và Toyota để sẽ xếp cái cơ hội này cho các em đã đi race và of course cái trường Westminster High School và Huntington Beach Union High School District để cho cái event ở đây. For people that like to learn more, go to horizoneducational.com or check out online social media H2GP Foundation.